Thưa quý vị và các bạn, cùng góp thêm một tiếng nói rất là trong trẻo cho Xuân Bình Yên của Thay Lời Muốn Nói. Đó là cô bé tên là Phan Ánh Huyền, mới có học lớp 6 thôi. À, chính xác là lớp 6 A7 của trường chuyên Trần Đại Nghĩa. À, tuy rằng cô bé như thế nhưng mà giọng văn đã chững chạc lắm rồi. Và nét chữ mực tím nắng nót xinh xinh, dễ thương. Lại còn cố công gọi là nắng nót trang trí thêm một chậu mai vàng để bên cạnh cái lá thư nữa. Cô bé viết là: bao nhiêu mùa xuân đã trôi qua, thế mà mùa xuân nào cũng mang đúng cái niềm vui ấy tràn về. Niềm vui cùng cả nhà quây quần bên đĩa mứt gừng, nhâm nhi ly trà nóng. Niềm vui được ngắm nhìn những chùm pháo bông rực rỡ. Và niềm vui khi ta nói chúc mừng năm mới. Đó là những phút giây hạnh phúc của đời người. Và gia đình của con cũng vậy. Sự bình yên, tình yêu thương đang thực sự tràn về. Chúc mừng năm mới. Quý vị và các bạn, cùng góp thêm một tiếng nói rất là trong trẻo cho Xuân Bình Yên của Thay Lời Muốn Nói. Đó là cô bé tên là Phan Ánh Huyền, mới có học lớp 6 thôi. À, chính xác là lớp 6 A7 của trường chuyên Trần Đại Nghĩa.
Tuy rằng cô bé như thế nhưng mà giọng văn đã chững chạc lắm rồi. Và nét chữ mực tím nắng nót xinh xinh dễ thương. Lại còn cố công gọi là nắng nót trang trí thêm một chậu mai vàng để bên cạnh cái lá thư nữa. Cô bé viết là bao nhiêu mùa xuân đã trôi qua, thế mà mùa xuân nào cũng mang đúng cái niềm vui ấy tràn về. Niềm vui cùng cả nhà quay quần bên đĩa mứt gừng, nhâm nhi ly trà nóng. Niềm vui được ngắm nhìn những chùm pháo bông rực rỡ. Và niềm vui khi ta nói chúc mừng năm mới. Đó là những phút giây hạnh phúc của đời người. Và gia đình của con cũng vậy. Sự bình yên, tình yêu thương đang thực sự tràn về. Chúc mừng năm mới. Quý vị và các bạn cùng góp thêm một tiếng nói rất là trong trẻo cho xuân bình yên của Thay Lời Muốn Nói. Đó là cô bé tên là Phan Ánh Huyền, mới có học lớp 6 thôi. Chính xác là lớp 6 A7 của trường chuyên Trần Đại Nghĩa. Tuy rằng cô bé như thế nhưng mà giọng văn đã chững chạc lắm rồi. Và nét chữ mực tím nắng nót xinh xinh dễ thương. Lại còn cố công gọi là nắng nót trang trí thêm một chậu mai vàng để bên cạnh cái lá thư nữa. Cô bé viết là bao nhiêu mùa xuân đã trôi qua, thế mà mùa xuân nào cũng mang đúng cái niềm vui ấy tràn về. Niềm vui cùng cả nhà quay quần bên đĩa mứt gừng, nhâm nhi ly trà nóng. Niềm vui được ngắm nhìn những chùm pháo bông rực rỡ. Và niềm vui khi ta nói
chúc mừng năm mới. Đó là những phút giây hạnh phúc của đời người và gia đình của con cũng vậy. Sự bình yên, tình yêu thương đang thực sự tràn về. Chúc mừng năm mới. Thank you.